Theo thống kê của Bộ Y tế, trong số khoảng 16.000 người đăng ký chờ ghép tạng thì có khoảng 10.000 người cần ghép thận, hơn 1.000 người cần ghép gan, tim, còn lại là các loại bệnh khác. Nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 30 bệnh nhân được ghép tạng, trong khi hàng năm cả nước có hàng chục ngàn người chết não. Đây là điều mà ngành y tế, các chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng và cả xã hội đang rất trăn trở. Những ghi nhận của chúng tôi dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn điều này. Cuốn sổ lưu lại những lá đơn tình nguyện hiến tạng của rất nhiều người. Nhiều tấm thẻ hiến tạng cũng đã được phát hành. Người ta gọi đây là tấm bùa bình an cho người suy tạng. Số người đăng ký tình nguyện hiến tạng khi chết là khoảng 400 người. Trước mắt cái bước đầu mình thấy với cái sự ủng hộ của cộng đồng như vậy trong mấy tháng đầu, trong tình hình Việt Nam mình hiện tại thì thấy rất là hân hoan với cái sự hiểu biết của trong xã hội và sự ủng hộ của xã hội. Nguồn tạng từ người chết não được kỳ vọng sẽ giải quyết phần lớn nhu cầu được ghép tạng của người bệnh. Nhưng đến thời điểm này, số lượng vẫn vô cùng hạn chế. Người phụ nữ bất hạnh này đã phải chờ đợi để được ghép thận từ nhiều năm nay. Nhưng may mắn đó chưa bao giờ đến với chị. Tôi là người là không được may mắn, tại vì tôi là đến hơi chậm. Đấy. Và các cái chỉ số của tôi cũng chưa tương thích với cái người đó. Chỉ tính riêng Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm có khoảng 1.000 đến 1.500 người chết não do tai nạn giao thông hay tai nạn sinh hoạt. Nhưng vài năm, số trường hợp chết não tình nguyện hiến tạng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại nhiều trung tâm khác trên cả nước, tỷ lệ này cũng không nhiều hơn. Với mình thì chờ thì rất là lâu và số lượng thì nhiều, tỷ lệ thận thì là nhiều nhất. Dù kỹ thuật ghép tạng đang ngày phát triển, nhưng số ca ghép cứu người vẫn chưa thể như mong đợi. Người Việt Nam vẫn quan niệm phải được chết toàn thây. Tâm lý này chính là một rào cản lớn với việc hiến ghép mô tạng hiện nay. Và ở một mức độ nào đó, nó vẫn là nỗi trăn trở của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này, khi họ luôn có mong muốn thay đổi số phận của những con người không may mắn. Cái đấy thì còn phải tùy thuộc. Nếu như em có làm sao thì sau này thì cái điều đó em phải suy nghĩ đã. Ngay người thân của những người bị tai nạn rủi ro như vậy cũng không hài lòng với việc con em mình phải hiến một phần tạng cho người khác, tức là chết phải toàn thây. Vì vậy, các thầy thuốc Việt Nam có thể nói là vẫn còn đang bị bó tay rất nhiều trong việc đi tìm nguồn tạng để mà thay thế cho những người đang bị suy tạng mãn tính, muốn có cơ hội được sống. Ngoài những rào cản về tâm lý, theo các chuyên gia, dù luật về lấy hiến và ghép tạng được ban hành từ năm 2006, nhưng vẫn còn những điểm cần phải hoàn thiện nhằm tăng nguồn tạng cho y học. Chúng tôi vẫn phải kiến nghị luật của với Bộ Y tế và kiến nghị với cả Quốc hội bổ sung cái điều khoản về chết khi ngừng tuần hoàn mà có thể hiến được tạng phủ. Thiếu nguồn tạng ghép đã kéo theo hệ lụy, không chỉ là câu chuyện buôn bán nội tạng mà còn liên quan đến sự sống của hàng nghìn con người đang cần được ghép tạng. Vận động hiến tạng dù vẫn còn những cản trở, nhưng nếu xã hội, cộng đồng cảm thông và chia sẻ thì sẽ có hàng ngàn cuộc đời được kéo dài nhờ nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng.